Nhưng bằng những cái cứ liệu về khoa học lịch sử
thì các nhà khoa học lịch sử tiếp thì cho biết được thì trong cái thời ban đầu đó, con người sống rất là sơ khai và gần gũi với thiên nhiên, với trời đất, chưa có những cái phương tiện như bây giờ. Sống gần gũi với thiên nhiên trời đất thì con người phải nói khi nóng thì nóng quá, khi lạnh thì lạnh quá, phải không? Con người phải tìm cách thích nghi dựa với khí trời, rất là khó chịu. Và vì vậy có những cái con người có thể suy diễn được, nhưng có những cái tổ tiên ông bà chúng ta không tưởng tượng ra được. Tại sao có sấm chớp? Tại sao lại có mưa rơi? Tại sao lại có bão tố? Tại sao lại có trời xanh? Tại sao lại có đất dày? Hả? Bao nhiêu những cái suy nghĩ đó làm cho ông bà mình thời được cha chưa thì thấy rằng là đặt ra những vấn đề đó rồi bắt đầu đi tìm. Đặt ra thì dễ, nhưng đi tìm lại rất là khó, đúng không? Với những cái kiến thức từ thời sơ khai, bằng những cái trải nghiệm trong quá trình tồn tại của loài người, thì tổ tiên chúng ta cũng rút ra những cái kinh nghiệm qua trong cái đời sống hàng ngày. Rồi từ đó tổ tiên mình mới tính ra được cách lịch, tính kinh nghiệm thời tiết hàng năm, tới giai đoạn này phải như vậy như vậy, tới giai đoạn kia khi như vậy. Thì đến khi mà loài người đã biết quan sát vào cái con trăng, vào mặt trời, vào thời tiết, thì con người bắt đầu tạm thời chia ra những cái mình tạo vào bây giờ gọi là mùa đó, chia ra thời khắc bốn mùa. Một năm có bốn mùa, một mùa có mấy ba tháng, mỗi tháng như vậy có 30 ngày tương đương, có thể 29, có thể 31, vân vân. Rồi như vậy thì dần dần thời gian được phân định, thời gian được phân định cho con người chúng ta. Vậy thì theo cái tiến trình phát triển đó, ông bà mình cũng đã có những cái quan niệm về trời đất, quan niệm về trời đất. Và do trời có những khi biểu hiện những kiểu lạ lùng mà con người không tưởng tượng được. Ví dụ như có một trận mưa giông sét đánh chết người, chết trâu, phải không? Thì như vậy dân gian ông bà mình nói chủ, ông trời có mắt, phải không? Người nào ăn ở không hiền lành thì bị trời bắt phạt, trời đánh, trời đánh chết đó. Và như vậy cái khái niệm về ông trời, trời và đất bắt đầu sẽ có. Bởi vì bầu trời vừa che chở, vừa đem đến ánh nắng chan hòa, sự ấm, vừa đem đến mưa thuận gió hòa để cho con người biết cày, biết cấy, biết gieo hạt để cùng sinh tồn. Nhưng mà đồng thời ông trời có những lúc giống như nổi giận, nổi những cơn sấm chớp, nổi những cơn bạo lụt, làm cho con người phải bị đại nạn, phải không? Đó, thì như vậy chính những cái chuyển biến bất thường của thiên văn mà người xưa nói rằng là ông trời có mắt nhìn quan chiếu nhân gian. Và từ đó cái tư tưởng triết học, học thuyết thiên mệnh bắt đầu ra đời. Và khi đã có thiên, tức là có trời, thì phải có đất. Đó là cái quan niệm nhị nguyên của người Việt của chúng ta. Quan niệm về vũ trụ nhị nguyên, tức là con người chúng ta, người Á Đông đất, thì ảnh hưởng cái tư tưởng triết học về mình gọi là bây giờ trong triết học là cái thế giới lượng cực. Không? Sau này bên dịch học người ta cũng phát triển ra và nói là dịch học thì chút từ đâu, từ thái cực sinh lượng nghi sinh tư tưởng sinh bát quái sinh vạn vật. Cho nên cái bản nhà thờ, bản thờ tộc thờ họ của mình hay thờ cái bức nghi ở giữa, mình tưởng như cái bức tường lửa tròn tròn ở dưới nóc chùa. Nếu mà chùa thì trời đánh xe pháp luân,
Quý vị thấy không? Nhưng mà nếu nhà thờ họ hoặc là định làm ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam sau này, hay làm cái bức nghi ở giữa trong đó có cái vẽ ra cái hình và định mà chéo chéo vậy nè, cùng nhau bên trắng bên đen đó, cái đó gọi là lường nghi, là âm dương. Và cái vòng tròn chính gọi là thái cực, dịch sự thái cực. Thái cực sinh lường nghi sinh tư tưởng sinh bát quái sinh vạn vật. Đó là cái quan niệm về về vũ trụ của người xưa. Và thêm học thuyết tam tài thì nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, tam sanh ngũ hành sinh vạn vật. Như vậy một thuyết về âm, một thuyết về dương, kết hợp hai cái đó lại là thuyết âm dương ngũ hành. Thì như vậy đó, phải nhìn thầy trong dài cái này bây giờ mình nói, tức là ông bà cha xưa đầu tiên có quan niệm trời và đất, đúng chưa? Và trời, nếu trời có những cái biểu hiện phi thường như vậy thì đất cũng vậy. Đất tưởng tượng như hiền, biểu trưng như người mẹ hiền. Đổ nước sôi xuống đất, đất cũng không la nóng. Đổ nước lạnh xuống đất, đất cũng không kêu lạnh. Đổ nước dơ xuống đất, đất vẫn rút như bao nhiêu nước khác. Đổ nước sạch xuống đất, đất vẫn cứ bình thường, bình chứng như vậy. Phải không? Như một người, như một người mẹ hiền, chịu đựng và chấp nhận tất cả. Thì từ đó tư tưởng trời đất hòa quyền, và ta cho trời đất chính là một đại vũ trụ che chở nuôi dưỡng con người, cũng như cha mẹ trong một gia đình che chở nuôi nấng cho con cái, đúng không quý vị? Đó, vậy thì khi đã có trời đất, bắt đầu con người sinh ra có tin ngưỡng, có niềm tin. Sợ ăn không hiền, không làm thì sợ. Nhưng lúc trời gây khó chịu, trời đất cho con người khó làm ăn và khó tồn tại. Có ăn không hiền, không hòa thì gặp những điều không may mắn. Đó chính là những cái tư tưởng sơ khai về nhân quả. Và từ đó triết lý về cúng bái trời đất, cúng tạ, cúng trời, cúng đất, mình nói bây giờ mình nghe gọi là cúng thổ thần đó, phải không? Khi có trời có đất, tức là trời đã phái các vị chư thiên thiện thần xuống cai quản thế gian. Cho nên sau này các vị vua chúa họ mới trong đời của chế độ quân chủ đó, họ dựa trên cái này và họ làm vua, họ cai quản đất đai, họ xứng là gì? Thiên tử. Phải không? Thiên tử, thiên là trời, là con, phải không? Thiên tử có nghĩa là con trời. Vua là con trời, thay trời hành đạo, thay trời cai quản dân gian. Đó. Và khi đã có vua, quá trình từ một xã hội nguyên thủy cho đến khi qua cái giai đoạn mà gọi là chiếm hữu nô lệ đó, chúng có chủ nô, có nô lệ, rồi sau đó dần dần qua một cái giai đoạn quân chủ, đó là quy trình của xã hội. Khi con người phát triển, làm ăn kinh tế phát đạt lên thì phải tìm cách để duy trì. Duy trì phát triển rồi, bắt đầu muốn mở rộng thêm. Khi mở rộng thêm thì cần phải có quản lý, phải có thêm người làm. Vậy thì khi có người làm thì bắt đầu nảy sinh ra cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn chủ nô và nô lệ, đúng không? Tức là người chồng chủ sở hữu đất đai ruộng vườn, rồi mới đến người làm thuê gọi là nô lệ. Đó là giai đoạn thứ hai của phát triển loài người. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn tạm gọi là khi mà các từng bộ tộc, từng cái cộng đồng phát triển lớn lên cao nữa thì đòi hỏi một vị lớn đứng ra để cai quản rộng hơn. Từ đó các cái bộ lạc, các cái bộ tộc dần dần sẽ dẫn đến một vị cai quản chung tất cả các bộ lạc, đó là các vị lãnh chúa. Từ các vị lãnh chúa dẫn đến các cái vương triều là cái vị vua đứng đầu.
Khi đã có vương triều, đã có tổ chức thì phải có các cái hệ thống vận hành, phải không? Bên phần đi dạy giáo dục thì làm cái gì, bên ngành nông nghiệp với ông đó làm cái gì, đầu tiên ông trực làm chuyên về sản xuất cái ngành đó thì hướng dẫn cho dân làm chung cái gì đó phát triển lên. Và khi đã phát triển, xã hội đã càng ngày đi vào cái sự phát triển ổn định có tổ chức thì lúc đó nghi lễ bắt đầu ra đời, đúng không? Đúng không? Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để tình ngục thôi, nhưng mà vì thầy nói mà vỗ tay thì nên xin đại cho một tràng vỗ tay để mọi người bài gì đó. Đó, phải có cái tin như vậy thì như vậy bắt đầu hệ thống nghi lễ bắt đầu ra đời. Và khi vua chúa tổ chức ra thì có bộ này bộ nọ bộ kia thì là bộ lễ to về sắp xếp nghi lễ. Thì vua đã là con trời, từ xưng là con trời thì phải làm lễ tế trời, phải không? Khi đã có lễ tế trời thì phải lễ tế đất, tạ trời tạ đất. Thì vua thay mặt cho toàn thể dân chúng đứng ra để làm lễ. Vậy thì bắt đầu các vị chuyên về thiên văn địa lý, các vị chuyên về nghi lễ phải sắp đặt như thế nào, cái trình tự làm sao cho buổi lễ diễn ra trang nghiêm và có một sự tương tác về ý nghĩa triết lý, tương tác tương hợp để mới giáo cảm nghiệm trời đất và con người chứ, phải không? Thì từ đó các nghi thức bắt đầu phát xuất hiện. Mình hay gọi là có lễ là có nghi, đúng không? Nghi là cái gì? Sắp xếp trình tự bài bố như thế nào, không? Còn lễ là tùy theo con người mình đặt ra. Ví dụ như mình đặt cái cúng chay, mình đặt nồi chuối, mình hoa lên đó là lễ, phải không? Mình lại ra hai lại xuống đặt lễ Phật, ba lại lại tổ tiên ông bà vòng bái, bốn lại khi hai lại, đó là quy định gì? Trời đâu có bắt mình lại như vậy, ông bà đâu mình có bắt mình lại như vậy. Nhưng các vị chuyên về nghiên cứu về lễ nghi, về sự tương tác giữa các giữa trời đất và con người, giữa cha mẹ và con cái con cháu, người ta đặt ra các cái nghi thức cho phù hợp và từ đó các cái nghi lễ được hình thành. Thì trong dân gian vua chúa có lễ tế giao, tức là tế ở đàn nam giao, vua ở cung bắc hướng về nam để lập đàn nam giao để tế trời tạ trời, rồi đứng ở giữa về trung ương để tạ đất đất thượng. Theo cái ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ thì kim là thuộc tây, mộc là thuộc đông, hỏa thuộc nam, thủy thuộc bắc và thổ thuộc trung ương, cho nên đứng trung ương là tạ giữa ngũ hành, theo ngũ hành như vậy thì tạ trời tạ đất. Rồi dần dần ổn định sau này thêm lệ thêm tế thần, phải không? Thần thành hoàng này, khai khẩn đất đai, khám phá đang cho người sinh sống. Ví dụ như người Việt chúng ta gốc từ mà miền Bắc, rồi dần dần mới đi vô trong miền Trung, đổi cát rồi đánh chiếm lấn chiếm thành Chiêm Thành, Chăm Pa đó, rồi dần dần đi vào miền Nam. Vào thế kỷ 17 thì các chủ nghĩa mở rộng về phương Nam, về miền Tây Nam Bộ, phải không? Từ chỗ ngày xưa là Việt Nam sau khi chiếm miền Trung của người Chiêm thì tới chỗ của Biên Hòa thôi. Cho nên ngày xưa đó là gọi là thuộc tộc Trấn Biên. Cái chữ Biên Hòa đó là ngày xưa là biên giới đó. Thì sau đó mình mới mở rộng đi về phía miền Tây, từ đến Sài Gòn mà đi về thuộc miền Tây, thì của người của một cái bộ tộc là gọi là Chân Lạp Cụ. Chân Lạp Cụ trước đây bị người Khmer xâm chiếm, rồi sau đó gọi là thành đặt ra là Thủy Chân Lạp. Và người Khmer đến bên Campuchia bây giờ gọi là Lục Chân Lạp. Lục tức là rừng núi đó, thủy quân lục chiến. Tôi nghe lục của sư sảo, lục của sĩ quân lục tiếng ấy,
Bên Việt Nam dịch là lính phi đánh bồ đó, đây là luật, tức là trên bồ, trên rừng, trên đất, không? Đây gọi là phi con rục chiến. Thì giờ đây vậy, bây giờ mình nói những cái chi mình nói những chữ lục. Mấy người vị nói cái gì mà nay nói chữ lục mà ai thì kêu chữ lục đây chứ? Siêu sảo. Thì đó, nên mình phải biết là đến đã tạ tổng tình với dân dân, đến ông bà cũng bắt đầu biết ơn trời đất, nhờ trời mà tạ cho vua tế để thần, vua thì tế thần, tế trời, tế đất, để cho trời tạ cho vua thuận gió hòa, cho dân chúng làm ăn. Vua phải tạ tại hoàng hậu và đi tạ tổng tình đất đai, và các vị thái tử để tài xuống dật điền làm cho đất đai càng ngày càng màu, bởi dân chúng sinh hoạt cho được no đủ, phải không? Nên trong dân gian mình có mấy cái bài về cái giáo mà quý vị có nhớ, lại trời mưa xuống có nước tôi uống, có ruộng tôi cày, phải không? Cha đầy bát cơm, có rơm đun bếp, có nếp nấu sôi, có vôi ăn trầu, cho trâu ăn cỏ, cho bò ăn khoai gì đó, dài dài lắm nhưng mà người ngán đó là quý vị thấy không phải trong Phật giáo mới có lệ lạy, đúng không? Mà dân gian đã có lệ lạy rồi, phải chưa? Rồi về vấn đề dân gian chúng ta, cái lễ truyền thống của dân gian chúng ta tạm hiểu như vậy, tạm dừng ngay đó để cho chúng ta thảo luận thêm một cái này. Quý vị có ai định nghĩa được cho thầy thế nào là tín ngưỡng, thế nào là tôn giáo? Tín ngưỡng và tôn giáo có khác nhau gì không? Khác nhau điểm nào? Tín ngưỡng, chúng ta bây giờ mình phân tích từng từ một nhé. Tín là gì? Là niềm tin, đúng không? Chánh tín tam bảo là tin, một niềm tin chân chính là tam bảo, phải không? Mê tín gì đó là tin vào cái điều mê mờ, mê là mờ, không thấy gì hết, gọi là mù mờ, nhưng mà tin gọi là mê tín, có vậy. Tín là niềm tin nhé, tín là niềm tin. Và ngưỡng là bày tỏ sự tôn kính, đó. Ngưỡng bạch đức thế tôn, ngưỡng bạch giác linh thầy, ngưỡng lạy tổ tiên ông bà. Chữ ngược nguyên nghĩa có nghĩa là ngược mặt, ngược là ngẩng lên ngược mặt, ngược diện khiếu thiên công hà các đoạn, là ngược mặt mà kêu trời sao đành nợ chia cắt tình cha con, tình mẹ con và chúng tôi. Ngược là ý nói rằng là ngược vọng là kính quý lắm, phải không? Quý lắm. Như vậy tín ngưỡng có nghĩa là niềm tin. Tín ngưỡng là niềm tin và lòng kính mến, lòng kính phục, lòng kính sợ, phải không? Về một đối tượng nào đó, về một vị lãnh chúa nào đó, về một cái vị vô hình nào đó, đúng không? Đó là tín ngưỡng. Còn tôn giáo cũng là một niềm tin. Anh tin theo Chúa, tôi tin theo Phật, cũng là niềm tin. Nhưng niềm tin này có sự phân định rõ ràng, phải không? Có giáo lý chỉ bày đàng hoàng, phải không? Và có những người hướng dẫn cho chúng ta thực hiện những giáo lý đó, sống với giáo lý đó,
thực tập với giáo lý đó. Thì như vậy mới gọi là một tôn giáo, một niềm tin mà có được cái sự, một tín ngưỡng mà có một cái sự đầy đủ ba yếu tố như vậy, thì đó gọi là hình thành một tôn giáo. Hay nói một cách nó có vẻ công thức, có vẻ bác học chút, là người ta định nghĩa trong các sách triết học và định nghĩa tôn giáo là gì? Tôn giáo là một tổ chức có hệ thống, phải có ba thành phần căn bản. Đó là giáo chủ, thứ hai là giáo lý, thứ ba là giáo đoàn. Bất cứ một cái tổ chức nào mà có đầy đủ ba điều kiện này thì gọi là một tôn giáo. Đó, đó là điều. Nhưng mà nói này thì nghe nó đấy lắm, nó công thức quá ha. Nhưng mà về cho mình dễ nhớ, chúng ta cũng cần những cái điều đó. Ví dụ bây giờ đạo Phật, mình có Đức Phật là giáo chủ của mình, đúng chưa? Mình có Phật pháp, có giáo lý, phải không? Mình có tăng thân, giáo đoàn, tăng thân và quần chúng Phật tử các giới, đúng chưa? Như vậy đạo Phật vẫn đủ tư cách là một tôn giáo. Cũng giống như bây giờ mình nói hai tôn giáo chính, ví dụ như bên Công giáo thì có Chúa là một vị quyền năng, phải không? Tối cao, coi như là giáo chủ. Cũng có những giáo lý về Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Ngoài ra còn có các cái bài mà được các vị thánh thượng đạo, các vị tông đồ trước đây viết ra, được coi như mình gọi, như đạo Phật mình gọi là luận đó, thì nó được coi như là xếp vào trong cái hàng mục để dạy lại cho các giáo dân. Như vậy thì họ cũng có giáo chủ, họ cũng có giáo lý, và họ cũng có giáo đoàn, còn có các linh mục, cha bề trên cho đến các cha xứ, rồi có các công chiên, các giáo dân. Đúng từ gọi là giáo dân, mình nói là công chiên mà nói cách nôm na, nôm na bởi vì từ của họ là linh mục, là những vị chăn chiên. Đó, như vậy thì chúng, cho nên khi mà họ thống kê được bao nhiêu vậy thì họ cho rằng là tôn giáo, đạo Phật là một tôn giáo, đạo Công giáo là một tôn giáo, cũng như đạo Hòa hảo, vân vân và vân vân. Còn tín ngưỡng chưa chắc đã là một tôn giáo. Có những tín ngưỡng hình thành được đầy đủ tôn giáo, nhưng có những tín ngưỡng không đầy đủ tôn giáo, vì không có đầy đủ ba điều kiện này. Ví dụ như bác vừa là đưa ra một ví dụ đó, tín ngưỡng là niềm tin về thờ đạo ông bà, đúng không? Đó là niềm tin. Niềm tin đó nhiều lúc chưa ai biết nó là cái gì, nhưng mà sư bày này là tổ tiên trước mình thờ ông, cha mình thờ ông, bây giờ con mình thờ cha, cứ vậy, phải không? Thì cái đó chưa có một cái, chưa thể gọi là một cái tôn giáo. Hay nói một điển hình hơn nữa là bây giờ bên Việt Nam đó có cái đạo mình gọi là Thiên Tiên Thánh Giáo, hoặc là bên Tứ Phủ Công Đồng, hoặc là bên tín ngưỡng thờ mẫu, thờ thánh, các cái điện đền ở phía Bắc á, các lập đền thờ ở phía Bắc là rất là nhiều. Tín ngưỡng đồng bóng, mình thấy giống như là các nghệ sĩ như có Hoài Linh ở đây về cũng lập đền, lúc đó cũng lên nhạc múa để có ca. Trong đó có cái lời ca về Hầu Văn, gọi là Hầu Văn, những cái bài hát Hầu Văn, và nó thuộc tín ngưỡng đồng bóng chứ không phải là một tôn giáo. Như vậy thì tín ngưỡng và tôn giáo chúng ta phải biết có sự phân biệt nhé. Tôi tin Phật tức là tôi có tín ngưỡng này đó, nhưng tin Phật
Vì đạo Phật là có hệ thống rõ ràng, có kinh giáo lý thì có kinh, có luật, có luận. Giáo chủ thì có Đức Phật Thích Ca giới thiệu rất nhiều vị Phật và Bồ Tát, phải không? Rồi có những vị tăng đoàn hướng dẫn cho quần chúng Phật tử, cho tất cả các bà con xa gần cùng tu học, cùng hướng đạo, cùng tu tập, hướng về sự giải thoát trong hiện tại cũng như trong tương lai lâu dài vì lan. Thì đó là một tôn giáo. Nay mình chia sẻ những cái đó để mình, cho nên mình cũng dám lạm dụng tiếng chuông, lạm dụng tiếng chuông thôi, thì mình tranh thủ thời gian để mình nói những cái đó ha. Thì bây giờ khi nói đến đó, nãy giờ mình nói là tập quán đến về nghi lễ truyền thống này, đúng chưa? Nên thầy phải điểm qua như vậy, chứ nhiều lúc mình không điểm qua rồi mình nói về nghi lễ Phật giáo không thôi. Mình đi ra người ta thấy cúng ngoài đó, mình cúng ngoài suối, ngoài khe, mình tưởng đó cái đó là đạo Phật, thật ra không phải, đó là tin ngưỡng dân gian, đúng không? Mình phải biết phân biệt những cái điều này. Thì khi chúng ta biết rồi, khi đạo Phật được truyền vào Việt Nam của chúng ta, quê hương của chúng ta đó, thì quý vị thấy bằng là bây giờ thì có nhiều cái ngành lịch sử, có người thì nói trước công nguyên, có người thì nói sau công nguyên, có người thì nói ngay thế kỷ đầu của công nguyên, có người thì nói là thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, nhưng mà xem thì trong giai đoạn đó. Vì khi hình thành đất nước Việt Nam chúng ta trải dài từ Hải Nam Quan đến Mũi Cà Mau thì nó có từng giai đoạn lịch sử khác nhau, cho nên cứ lịch sử cũng chỉ là một phần để chúng ta tham khảo thôi, nhưng cái đó đối với chúng ta không quan trọng. Những cái cứ liệu tài liệu có lại được như câu chuyện chữ Đồng Từ, rồi những câu chuyện dựng chùa ngoài phía Bắc, thì chúng ta biết rằng là đạo thế kỷ gọi là hậu bán thế kỷ thứ nhất, tức là cuối thế kỷ thứ nhất, là chúng ta đã có hình bóng đạo Phật ở miền Bắc rồi. Qua thế kỷ thứ hai chúng ta đã có những trung tâm Phật giáo phía Bắc rồi, thì đạo Phật được truyền vào đó. Vậy thì khi đạo Phật với tinh thần tri ân báo ân, phải không, được truyền vào Việt Nam, có giáo lý, có vị giáo chủ đầy lòng từ bi trí tuệ, có những bậc tăng thân bước đầu như quý ngài truyền vào Việt Nam, đi đâu cũng đem đến nhắc đến từ bi yêu thương, giúp cho con người kháng khít sống bên nhau hòa thuận vui vẻ, luôn luôn lấy lục hòa làm căn bản và lấy tình yêu thương chia sẻ thành nhau làm cái lý tưởng sống. Từ đó đạo Phật đi vào Việt Nam giống như nước hòa chung với sự, không có bị có một cái phản ứng gì cả. Với tinh thần tri ân báo ơn đó, đạo Phật hòa quyện vào cái tinh thần là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, nhớ ơn trời đất, nhớ ơn tổ tiên, thì kết hợp hòa quyện với nhau. Và từ đó những cái nghi lễ của Phật giáo hòa quyện với nghi lễ dân gian, đến rồi sau này lập quốc các triều đại kế tục vẫn dựa trên nền tảng căn bản của tín ngưỡng dân gian và trên tín ngưỡng của đạo Phật để quyền hòa và rút ra những cái công thức, những cái bước đi, những cái lễ nghi, những cái công thức mà chúng ta cho tất cả những người Phật tử biết tu tập, biết bái sám, biết lễ lại đúng cách và có ý nghĩa. Thì nếu ở Việt Nam chúng ta lúc đó có tín ngưỡng, đạt được tín ngưỡng tam tài, tức là thiên địa nhân, ba cái phạm trù tồn tại, con người ở dưới trên là trời, dưới là đất, thì học thuyết tam tài đó dựa trên học thuyết công số 3 đó, thì bác gặp tư tưởng tam bảo của đạo Phật
Vậy thì lễ ba lạy cũng xuất phát từ cái nguồn mà ba lạy ở dân gian, mình kết hợp thêm tam bảo ra ngoài thì lại Phật, lại Pháp, lại Tăng phù hợp, đúng không? Đó, cho nên nó tương tác, nó giống nhau. Thì vậy bây giờ mình lại ba lạy, nếu mình lại dược trời, mình cứ nghĩ rằng thôi tôi lại tà tổ thần đất đai trời đất, mình lại ba lạy thì đó là trở thành lại lại tà trời đất. Mà nếu không có gì hết dược trời đất mà nó mua về bây giờ Phật không xin hiểu ước vọng về cũng lại ngài, thì nghĩa là mình lại Phật, đúng không? Tất cả tại tâm. Rồi với hình thành như vậy, dần dần các cái nghi lễ của đạo Phật từ Ấn Độ truyền sang, rồi qua về cái biến cố lịch sử 1000 năm nô lệ giặc Tàu, từ năm 40, mùa xuân năm 40, khi sự thất thủ của Hai Bà Trưng, năm 40 của thế kỷ đầu tiên, thất thủ của Hai Bà Trưng, cho đến năm 938 là Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, tương đương 1000 năm thì chúng ta bị nô lệ Tàu. Thì trong quá trình đó người Việt chúng ta bị bắt học theo các cái trí lý tư tưởng của Tàu, trong đó có triết học về Lão Giáo, học về Nho Gia, chủ yếu là Nho Gia. Lão Giáo là để dùng cho giúp cho các vị vua quan trị vì được lâu dài. Nho Giáo làm diện mối giáo dục, tạo nên một cái hệ thống có tổ chức của triều đình. Mà nổi bật trong học thuyết của Nho Giáo của Khổng Tử là gì? Thuyết chính danh. Vâng, phải các bác có nhớ thuyết chính danh. Chính danh tức là con người sống phải có chính danh. Trong đó đưa ra đạo lý, vua thì có đạo lý của vua, thần bề tôi có đạo lý của bề tôi, cha có đạo của cha, con có đạo làm con, vợ có đạo của vợ, chồng có đạo của chồng. Cho nên người xưa là đạo vợ chồng, đạo vua tôi, đạo cha con, phải không? Có quy luật, có công thức, đó là tư tưởng của Nho Gia. Trong đó có nhiều cái điều mà để cái lúc gặp mình có thời gian mình chia sẻ nhiều. Có những cái tư tưởng rất là hay, cũng có những cái tư tưởng mà đem đến những cái sự bất hạnh cho nhân loại. Những khi khác chúng ta chỉ nói như vậy thôi, nhưng chúng ta là nói cái mặt tích cực. Thì dù sao trong cái giai đoạn sơ khai như vậy thì chính triết lý của Nho Giáo đã đem lại một sự ổn định cho cái hệ thống chế độ xa xưa về quân chủ, tức là vua chúa của ông bà mình xa xưa, kéo dài lắm nha, dài đến năm 1945 là Bảo Đại thoái vị, vua Bảo Đại thoái vị mới là hết chế độ vua chúa đó, được không? Vậy là biết là đang buồn ngủ rồi đó. Nãy giờ nghe anh thầy tiến sĩ gây mê, gây thấy buồn ngủ rồi. Cho nên mình pháo nổ lên cho nên hết buồn ngủ, phải không? Thêm nhập định. Rồi, thì bây giờ cái chủ đề của thứ của hai bên có ba chủ đề, không biết không được gửi xin đề thứ hai là gì xin nhớ. Thì như vậy nãy giờ thầy nói về những cái tín ngưỡng dân gian cho đến hình thành thuộc về hệ thống nghi lễ trong triều đình ban bố ra cho ngoài dân gian, ha. Thì bây giờ chúng ta nói về đến cái nghi lễ Phật, truyền thống Phật giáo, mình điểm qua cái nghi lễ truyền thống Phật giáo, ha. Với cái sự tương tác về mặt lịch sử thầy có thể giới thiệu qua qua vậy đó để quý vị thấy rằng là có một sự tương tác giữa lịch sử và giữa sự giao thoa giữa cái nghi lễ trong triều đình, nghi lễ của dân gian và
khi kết hợp với nghi lễ Phật giáo có tương tác và giao thoa. Xin cho biết cái chủ đề thứ hai thì ý nghĩa và lợi ích của các nghi thức trong đạo Phật. Dạ, đó tôi nhớ như vậy. Vậy thì cái phần ý nghĩa và các nghi thức mình để dành cho cái chủ đề ngày mai. Bây giờ mình nói giới thiệu sơ về những cái nghi lễ truyền thống Phật giáo và chúng ta thảo luận, chúng ta có thể đặt những câu hỏi mình chất vấn ha, mình chia sẻ với nhau. Thì đó, với cái hoàn cảnh xã hội như vậy thì đạo Phật được truyền vào về mặt tư tưởng được dân chúng tiếp nhận rất là hoan hỷ. Nhưng về mặt nghi thức á, thì đất nước chúng ta bị 1.000 năm nô lệ người Tàu, cho nên vẫn có những cái sự giao thoa, cũng có những cái sự xung khắc. Có những vua chúa, những triều đại tôn sùng đạo Phật. Nhưng mà bây giờ mình hay nói rằng thời đại Đinh Lê Lý Trần, tức là giao sau giai đoạn thoát khỏi nô lệ người Tàu có hai đời, không hai đời thôi, Ngô Quyền, rồi đến hết đời Ngô Quyền thì bắt đầu thời là Tiền Lê hả, nhà Đinh, rồi đến thời Tiền Lê mà đến nhà Lý, phải nói Đinh Lê Lý Trần á, thì bắt đầu ảnh hưởng đạo Phật trong triều đình rõ nhất. Thời đó chúng ta có một vị tăng thống, một vị quốc sư ở trong triều đình, thì để chúng thấy rằng là ảnh hưởng đạo Phật với quần chúng, với vua chúa rất là nhiều. Nhưng rồi theo quy luật của thời gian, không có gì là mãi mãi, theo quy luật của vô thường, đến Đinh Lê Lý Trần thì sau đời Trần bắt đầu Phật giáo không còn là quốc giáo nữa, mà Phật giáo bị đưa ra ngoài và Nho giáo là trở lại là quốc giáo. Mà cụ thể thì sau khi nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, diễn ra lại sau đó nhiều nhà Minh đi qua đô Hồ, rồi bắt đầu Lê Lợi cùng với Nguyệt Trãi mới Bình Ngô đại cáo là Nguyệt Trãi dân kế Bình Ngô, rồi lên bắt đầu đấy Lê Lợi cùng với Nguyệt Trãi mới đánh đuổi Nhật Minh ra khỏi bờ cõi Việt Nam, thì lập lại triều Hồng Lê do Lê Lợi làm thái tổ. Thì triều đình phong kiến đó, tức là triều đình cung chủ đó, bây giờ không lấy đạo Phật làm quốc giáo nữa, mà lấy Nho giáo làm quốc giáo. Và thậm chí còn đưa ra những cho những cái vị mà gọi là thông nho, những vị hữu nho, tức là những vị hữu nho là những vị người Nho gia mà cực đoan á, bôi nhọ Phật giáo, dùng lời lẽ, dùng văn để viết để miệt thị Phật giáo, gọi là phong trào cổ nho bài thích, tức là cổ sĩ cho Nho giáo, bài xích Phật giáo, thích là Thích Ca. Và thậm chí quý vị nó dẫn đến một cái hậu quả kinh hồn lắm, dẫn đến hậu quả một vị không vì một vị một dâu con dâu của vua mà vì tín ngưỡng mẹ Quan Âm, tức là gia đình bên mẹ của dâu vua, tức là Xuân Gia đó, và dâu thờ từ Quan Âm, dâu trong tú tối về cầu nguyện các cơ tụ, vậy đó mà cũng bị gắn ghét và bị chỉ điểm, bắt đầu mới phi phái đao ra và bị công chúa và bị khi vị mà hoàng tức đó, tức là dâu của vua đó, bị phế, bị đuổi trả về lại và phế gia đình đó là quan đại thần khai quốc công thần, đuổi về cho làm nhân chúng, đuổi hết, lấy hết tài sản bởi vì phạm vào lệnh cấm tin vào Phật giáo. Quý vị thấy giai đoạn như ghê vậy đó. Rồi như vậy nó cho nên
cái đạo Phật nó mai lên chút, đạo Phật Việt Nam, cái dân tộc Việt Nam của mình nó bất hạnh, nó bất hạnh, tức là nó có cái tính truyền thống, nó có một cái tính trời chi nam xuyên suốt. Mà triều đại này lên thì lật đổ triều đại trước thay đổi, triều đại sau lên thì thay đổi nữa, cứ như vậy không có tính nhất quán. Chứ các nước ví dụ như Lào, Thái Lan hay là Campuchia hoặc là Miên Điện hoặc là Tích Lan, các nước đó họ cũng thay đổi triều đại chứ, nhưng mà triều đại nào lên họ còn lấy giáo lý đạo Phật làm nền tảng đạo đức cho dân chúng, cho vua quan. Và vì vậy cái tính xuyên suốt của họ nhất quán và cái truyền thống mà được gìn giữ. Còn mình thì bị ảnh hưởng cái tư tưởng quân chủ của người Tàu, cho nên mình bị cứ như vậy mà đau đau lòng. Thì trở lại vấn đề của mình, do vậy đó cho nên những cái nghi lễ trong Phật giáo cũng bị thời cuộc làm cho trao đảo. Tuy nhiên thì các bậc cha ông của chúng ta cũng rất là may mắn, các vị tổ sư của chúng ta có những vị thầy nghĩ là đã tu chứng, cho nên bằng những cái tuệ giác của mình, quý ngài đã sắp xếp các cái nghi thức để cho tất cả những người con Phật lễ bái, tụng kinh, bái sáng, cầu nguyện đều có ý nghĩa trong từng lễ lại, trong từng câu niệm Phật, trong từng cúi đầu lại, trong cái quỳ sáng, tất cả đều có những cái ý nghĩa rất là lợi lạc, rất là lợi lạc và tính ý nghĩa, tính triết lý sâu xa. Thậm chí từng cái lại, khi nào lại một lại, khi nào lại hai lại, khi nào lại ba lại, khi nào lại bốn lại, vẫn có những cái ý nghĩa rất là sâu sắc trong đó. Tại sao không thắp hương hai cây mà thắp một cây? Tại sao phải thắp một cây, ba cây, năm cây, hay thắp hai cây, bốn cây, sáu cây, tám cây? Tất cả đều có những nguyên lý triết lý hết, đúng không? Nhưng chúng ta không để ý đó thôi. Cho nên học cái này chúng ta có cơ hội để tìm hiểu. Và thầy muốn đánh thức trí nhớ của quý vị, ha, là như sư ông đó, đánh thức cái sự thông minh của mình dạy. Đạo Phật là tỉnh thức mà, phải không? Thành ra mình đánh thức cái trí thông minh của mình để cho mình làm gì, thay vì trước nay mình lễ bái, mình lễ theo thói quen, không có lời. Nhưng khi mình hiểu rồi, mình thành tâm hơn, mình hiểu rồi mình thấy ý nghĩa hơn, mình quý báu hơn, tha thiết hơn, thì hiệu lực nó sẽ tăng lên gấp bội, gấp vạn lần, đúng không? Nếu chúng ta lại muốn hiểu cái lại, chúng ta xin lỗi giống như đi cuốc đất thì xưa thầy không hiểu á. Khi thầy mà hay nói là giờ đùa với nhau, nói tới phim ra dựng đất, anh em ra làm ruộng làm đất làm lại à, chiều nay phim chú nào vô cúng cháo này thì vô cuốc mấy lát cho rồi kìa. Vì mình lao động mình cuốc bằng tay này thì nó lại đầy để cuốc đất. Đường với nhau như vậy thì đó, nếu mình lại như cuốc đất thì có ý nghĩa gì đâu, phải không? Cùng lắm thì mình có được cái lời chút là thay vì mình tập thể dục cúi lên cúi xuống thì bây giờ mình lại thì nó đỡ hơn, nó khỏe hơn một chút. Chứ ngoài ra là cái ý nghĩa mình không hiểu thì thực sự ra là lời lạc ít lắm. Mà thưa quý vị, lời lạc rất hay, hay lắm. Thì mình có thời gian trong hai ngày tới mình sẽ chia sẻ nhé. Thì đó là những cái điều mà thầy thấy rằng là cái chi tiết và các cái buổi lễ như thế nào, thì vào cái đề tài thứ hai vào trưa mai thầy sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Thì hôm nay với thời lượng chừng này, thầy chia sẻ với quý vị một cách sơ sài nhất và dễ hiểu nhất, gần gũi nhất, để chúng ta có vài khái niệm về cái nghi lễ truyền thống nó xuất phát từ đâu, từ trong dân gian của người Việt mình, mà không phải tự nhiên mà nó mọc, tự nhiên nó có, mà xuất phát từ thời sơ khai, phải không?
Rồi con người rất là sợ hãi trước những cái thiên nhiên lạ lùng đó, cho nên mới sinh ra có thờ sợ trời, sợ đất và thờ thánh, thờ thần, thần thiên thiên nơi để ông trụ trời. Trong dân gian mình có chuyện ông trụ trời nhé, phải không? Rồi ông thần nông, ông rẫm xét để ông ấy nhớ cũng hết đó. Tức là đất có thủ công, sông có hà bá. Trong triết học gọi là tín ngưỡng đa thần, tín ngưỡng đa thần. Thì đó, ông bà mình do sơ khai như vậy cho nên có cái tín ngưỡng đa thần. Và từ tín ngưỡng đa thần đó, đạo Phật đến du nhập, đem đến hình ảnh mới lạ, có thêm giáo lý rõ ràng, hướng dẫn cho con người thực tập, chúng phải chỉ lễ bái mà sợ không, phải không? Trong kinh thiền sanh á, Đức Phật có dạy, chắc quý vị có nhớ, có cái người mà lễ bái lục phương á, thì Đức Phật mới kêu lại mà hỏi là lại đã ý nghĩa gì đó. Như vậy thì Đức Phật mới chỉ ra cái cách lại có ý nghĩa. Phương đông là lại thả ai, hướng nam lại cho ai, tây lại ai, bắc lại ai, trên thả lại ai, dưới lại ai, và giữa không trung là lại ai, vân vân. Thì như vậy Đức Phật đã chi cho các lễ bái. Như vậy lễ bái là có tư thế Đức Phật. Tất nhiên trước đó Đức Phật thì có nhiều tôn giáo thì có sự lễ bái rồi, nhưng Đức Phật bằng cái tuệ giác giác ngộ của mình, Ngài đã đưa cái hệ thống lễ bái này có ý nghĩa và đưa lên một cái tầm cao, đưa nâng lên một tầm cao mới, rất nhiều ý nghĩa và đem đến lợi lạc nhiều nhiều hơn nữa mà chúng ta không chịu tìm hiểu và cứ làm theo thói quen, cho nên dần dần mình chỉ theo thói quen và không biết được ý nghĩa sâu xa. Hy vọng trong cái khóa tu này chúng ta được tỉnh thức thêm nhiều điều mà chúng ta đã bị lãng quên trong quá khứ cũng như trong đời sống hiện tại. Như là cô thi sĩ Bùi Giảng đã có mấy câu rất là dễ thương: chèo ghe ra biển ghé vai, hỏi thăm cá biển một hai ba điều, giữa chừng quên hết bốn điều, cuối cùng sực nhớ năm điều đã quên. Và thầy xin mừng cái câu thơ đó của cô thi sĩ Bùi Giảng để khép lại cái buổi chia sẻ trong tối nay. Thì bây giờ chúng ta có cái gì? Bây giờ là 8:34, chúng ta có thể thảo luận trong vòng 10-15 phút. Thì đó, qua những cái chia sẻ như vậy, quý vị thấy có cái gì, có cái gì chúng ta cần phải, có việc có thắc mắc cái gì chúng ta có thể trao đổi. Dạ, từ đó có thể giải thích là cái ý nghĩa của cái đạo Phật đó, giống như cái chuông, cái mỏ, cái khăn, hoặc là một lại, hai lại, ba lại, nó có ý nghĩa như thế nào? Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều cái chúng ta chưa tỉnh thức lắm nhé. Chuông, chúng ta biết thực thành thì chúng ta cũng hiểu mãi mãi rồi, đúng chưa? Là tạo lên một tiếng vang, làm tỉnh thức lòng người, thấy không? Tiếng chuông thức tỉnh, tiếng chuông thức tỉnh lòng mê mồi, hồi mở khuôn răng, hồi mở khuyên răng kẻ lụy phiền. Chuông ý nghĩa là thức tỉnh, và mọ được gọi là cái người mà đi chuông đó, thỉnh chuông đó, thì gọi là vị di na. Ở giữa là trục lệ ha, bên phải là đi chuông gọi là di na, người đi mọ gọi là duyệt chúng ha. Thật ra nguyên thủy của đạo Phật từ Ấn Độ thì không có mỏ. Vì sao quý vị biết không? Đó đó, những cái điều nó sớm sớm gì đó, hình như lúc ai này cũng biết đó, đúng không?
Thật ra thì chuông bây giờ nó có rất nhiều chuông đa dạng, chuông gõ, chuông quay này, chuông gia chuông như vậy, mà ở chùa mình gọi là chuông giá trì chuông, tức là chuông làm dành cho mình làm lễ khi mình hành trì, là chuông giá trì nha. Còn cái chuông lớn mình thì sớm tối ha, gọi là đại hồng chuông. Đại là lớn, hồng là gì? Hồng là màu đỏ. Sao chuông màu đen không vậy? Còn cái chuông đang màu đỏ đâu. Còn cái chuông nào màu hồng đâu, không kêu đại hồng chuông. Chuông là chuông, đúng chưa? Giá trị chung tức là chung giá trị, đúng chưa? Cái đại hồng chung tức là cái đại là lớn, chung là chuông, vậy là chuông lớn, vậy chữ ông là gì? Đại hồng chung, đại là lớn, hồng cũng là lớn luôn. Hồng cũng là lớn, đài cũng là lớn. Cho nên đài hồng chung ý nói là cái chuông lớn 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 vô cùng. Quý vị quên à, nhờ hồng ấn tám bảo con mới xây được cái chùa này. Nhờ hồng ấn tám bảo con mới đúc được cái chuông này. Nhờ hồng ấn tám bảo gia hộ cho nên con mới tạo dựng nên cái cơ sở này. Nhớ không? Hồng ân tam bảo là ân lớn của tam bảo. Đại hồng thủy là gì? Là cơ sóng, sóng thần. Đại hồng thủy sóng thần cũng như là lũ lũ. Hồng là lớn, đại là lớn, đại hồng là quá lớn, thủy là nước phải chứ. Đại hồng thủy là cái nạn lớn, lớn thuộc về nước rất là lớn, như là lũ lũ thiên tai, như là sóng thần. Phải không? Đó. Không. Cho nên quý vị tưởng là không có gì. Thì nhắc lại, những cái từ đó là cái từ của cha của mình đó. Đúng chưa? Hồng là lớn. Nếu mà viết ra chữ viết ra bằng chữ nhỏ đó, là nó khác chữ hồng này, nó khác với chữ hồng màu hồng. Nha. Hồng màu hồng là khác, mà hồng là lớn là khác. Dạ. Yeah. Thì cái chuông này, ý nghĩa của chuông là mục đích là thức tỉnh. Quý vị bây giờ trong liên đạo Phật và dân gian mà họ cũng tận dụng hết. Đi vào trong phi trường mà chưa biết là thông báo cái gì hả? Ta ra ta ta. Mọi người chú ý cái này. Bắt đầu đã đến giờ, người đến lên máy bay, chuyến bay bay từ Panama City đến Pensacola, ví dụ vậy. Nhưng mà quý vị mô đi gì cái này. Trước khi là thông báo gì hả? Nhấn chú đó, thức tỉnh để đừng có làm cho người ta bị bất ngờ trực mình, được không? Mà vào cái thời rồi xa xưa, khi mà con người gần gũi với thiên nhiên thì con người với thần thánh, với chư thiên người như gần gũi lắm. Mà chư thiên thì sống trong thiền định, cho nên họ nhẹ nhàng. Cái gì mà nhẹ nhàng ta gọi là tiên, tiên bay bay không mà. Đó, cho nên khi mà làm cái gì mà nặng nề quá đồng đến chư tiên, chư thiên mình tổn phước, cho nên làm cái gì cũng nhẹ nhàng. Quý vị nhớ trước khi đánh chuông cũng thức chuông, đó. Thức chuông đó. Đây là mọi người chú ý là chuông sắp được tịnh lệ. Đó, đó là thức chuông. Chúng phải đúng không? Bên 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 mà chắc cũng ngon. Giống như mà khi gọi là khi kẹt đồi sau bài lắm, biết mấy bác sau bài lắm có nhớ mà bài lắm mới về đó thì ở bên đó nghe bèn 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 cái là vui lắm, con trâu mà nghe bèn bèn cái là nó đang cày, nó bọt nó cày luôn luôn là hết giờ cày đó vui lắm đó. Nên anh nói cái chuông thức tỉnh rồi cái mỏ. Cái mỏ tại sao là bên Ấn Độ của đạo Phật vốn gì là không có? Cái này nó đơn giản nhưng mà nó hơi dài dòng. Ở chỗ là chúng ta biết vì ấn tiếng Ấn Độ có hai dòng chữ tiếng Ấn Độ là cái nơi ngôn ngữ xuất phát ra hai cái tiếng mà liên quan đến
đến đạo Phật chúng ta, đến kinh điển chúng ta là hệ kinh hệ Sanskrit và Pali. Sanskrit là trước, sau đó Pali là sau. Bây giờ tất cả các cái kinh điển của Phật giáo Bắc truyền chúng ta thì xuất phát từ hệ kinh tạng Sanskrit và tiếng Sanskrit cũng tại Ấn Độ. Sau đó rồi đạo Phật truyền đến một vùng đó thì bằng cái thuật ngữ ở đó họ truyền, họ sáng tạo ra cái chữ Pali. Thì tiếng Pali và tiếng Sanskrit, mình hay gọi tiếng Sanskrit mình gọi là tiếng Phạn, tiếng Pali. Thì hai cái tiếng Pali và tiếng Sanskrit á, thì nó như tiếng Anh, tiếng Pháp á, tức là nó đa âm. Đa âm. Ví dụ như là beautiful, một từ như là ba âm, beautiful, phải chưa? Đó, như vậy thì ngôn ngữ là đa âm. Bali cũng vậy, Sanskrit cũng vậy. Cho nên họ không cần cái mỏ. Mà cái mỏ là gì? Duyệt chúng. Trong khi đó, kinh điển được dịch ra tiếng Tàu, kinh điển được dịch ra tiếng Việt. Mà tiếng Việt là tiếng đơn âm, tiếng Tàu cũng đơn âm. Nam Mô A Di Phật Phò đó, còn 6 chữ đó. Tàu, tiếng Việt mình Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Rồi, mà trong đó, trong nếu mà nó theo cái tiếng Sanskrit là gì? Nam Mô Amita Buddha. Nó đâu có đủ 6 chữ đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô là một. Mà từ cái chỗ Nam Mô đó mình là phiên âm ra thành Nam Mô, hai chữ. Nói tóm lại, tiếng Việt và tiếng Tàu là ngôn ngữ đơn âm, tức là một chữ một âm, một chữ một âm. Còn tiếng Sanskrit, tiếng Pali hay như tiếng Anh, một chữ có thể 3, 4, 5 âm. Chắc đại sư Thanh Dược Giác là hai tuần với quý sư bên kia là biết này. Nam mô Sahata Vato Tam Bui. Họ đâu cần lắm, tại vì cái câu hòa nhận trong đó là họ không cần tiếng mỏ. Bởi vì có chữ thì dài, có chữ thì ngắn, phải không? Thì làm sao mà gọi mỏ? Cho nên có mỏ là phải, đúng chưa? Đó, cho nên nguyên thì bên kia chỉ có, bên Ấn Độ chỉ có chuông, có khánh, có nhiều cái thì là chuông thôi để báo hiệu thôi, chứ không có mỏ. Mà cái mỏ đó là sáng tạo của Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Trung Hoa. Người xưa mình có ông mỏ đó, cả cái gì thông báo trong dân làng thông báo nha, gọi đêm vào mỏ cốc, 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 phải không? Đều là thức mỏ hết. Và sau đó đạo Phật truyền qua, có khi mà truyền đến giáo lý, có kinh điển để tụng, thì bắt đầu người ta dùng cái mỏ đó để dư nhi cho mình tụng, cho khỏi người tụng nhanh với người tụng chậm, phải không? Thì phải có cái người dự nhịp. Thì người đánh mỏ là cái người dự nhịp đi cho đều, dự đó không đi nhanh và không đi chậm quá. Cho nên gọi là duyệt chúng. Duyệt là gì? Làm cho chúng vui. Vui là gì? Bằng cách là hòa đồng với nhau mới là vui. Hòa đồng thì cũng có người tụng nhanh, có người tụng chậm, có người tụng trước, có người tụng sau, phải không? Nên mình có cái mỏ này gì? Còn để mình nghe bên kia này. Nam mô sa ha ra do sa. Làm sao mình có mỏ? Nghe. Cho nên đạo Phật bên Ấn Độ không có mỏ, qua Trung Hoa, qua Việt Nam mới có mỏ. Nghe. Như vậy mỏ là với ý nghĩa là diệt chúng, làm cho mình tụng kinh cho đều. Nhớ. Còn chuông là thức tỉnh, mình đang vòng đồng trở về với chánh niệm. Không. Thì đó là ý nghĩa cơ bản của chuông mỏ. Được chưa? Bác nhận tấn hoàn hiệp chưa? Bác thấy câu của bác tôi nói mất 10 phút. Đó, đó là một việc. Thầy có chị nào hỏi câu gì nữa không? Ưu tiên câu nữa rồi mình sẽ làm. Bây giờ mình nói về cái lại á. Cái việc ý nghĩa thầy định dành cho cái mang nói lễ nghi là mình thảo luận. Nhưng mà trước hết mình nói về con số đi ha. Con số đi nha.
Tại sao có khi mình lại một lại, khi mình lại ba lại, khi lại năm lại, không có lại hai, không có lại chặt, nói nôm na là không có lại chặt. Mặc dù Phật cũng bắt, Phật cũng nói rằng không có kinh điển nào Phật nói rằng là các con phải lại Phật ba lại, năm lại, một lại gì cả, đúng không? Cái đó là do như hồi nãy tôi nói, do con người đặt ra thành kinh nghi sao cho nó phù hợp vậy thôi, đúng chưa? Chúng ta nói về con số cái đã. Số 1 á, số 1 thì quý vị thấy trong đạo Phật, số 1 là nhất thừa. Đó. Nhất giả nhất thiết chúng sanh giai dầm thực trong luật ghi về nó. Số 1 thì pháp số 1 nó vô cùng nhất tâm đảnh lệ. Sao mà lại ba lại mà có khi nào nghe 8 tâm đảnh lệ. Mà mình gì tâm đảnh lệ, cái nhất tâm đảnh lệ không ạ? Đó. Bởi vì con số 1 là con số tuyệt đối, là con đường duy nhất đem đến sự giải thoát an lạc. Con đường đó là gì? Con đường đi đến thành Phật. Trong bài Sám Hối Hồng Danh có sau khi 4 câu đại từ đại bi mẫn chúng sanh được không? Đại đại sát thế an thức tướng hào quang minh di tự nhiên chúng đặt chỉ tâm kim mạng lệ nam mô quy di kim cang thượng sư quy phật quy phạm quy tăng. Rồi câu này này: ngã kim phát tâm bất vì tự cầu, nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác, nạp chỉ quyền thừa chư vị bồ tát, duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc an hồng đa la tham biểu tam bồ đề. Đó quý vị, cái chữ này chữ viên không nhé, an hồng đa la tham biểu tam bồ đề, an rusara sambuddha để an hồng đa la tham biểu tam bồ đề. Thì mình là đơn không, nhắc lại chi cho biết vậy đó, phải không? Đó có nghĩa là gì? Con nay phát tâm không phát từ cầu cho mình ha, là cái phật tâm bất vị tự cầu, cũng không phải cầu cái phước báo cho chính mình, không cả cầu được cho được cái chứng quả thanh văn duyên giác, không cầu chứng đến cái quả vị bồ tát nhé, mà duy y tối thượng thừa pháp bồ đề tâm, chỉ cầu đến một bậc vô thường chánh đẳng chánh giác mà thôi, tức là cầu đến một bậc giải thoát tuyệt đối như Phật mà thôi, tức là cầu thành Phật mà thôi. Bởi vì Phật mới giác ngộ toàn giác, giải thoát trọn vẹn. Đó, cho nên con số 1, nếu quý vị mà nghe giảng kinh Pháp Hoa thì trong kinh Pháp Hoa có cái triết lý gọi là hồi tam quy nhất. Tức là Đức Phật nói về tam thừa ha. Thanh văn vậy rồi, thanh văn thừa, duyên giả thừa ha, thanh văn duyên giả thừa lại bồ tát thừa, rồi bắt đầu ba cái đó thanh văn duyên giả rồi trở về lại cuối cùng chỉ là phật thừa mà thôi. Đó thì ba cái ví dụ trong kinh Pháp Hoa là con xé trâu, con xé hươu và con xé gì, xé nai, hươu nai là một không khác à. Thì đó, ý nói rằng là hồi tam quy nhất trở về với nhất thừa. Như vậy một lại là triết lý mang tính con số 1. Một là tổng quan tất cả, thâu lai tại nhất vi trần, tán khứ phổ châu xa giới. Gom lại thì nhỏ hơn hạt bụi nữa, không thấy. Mà nếu tung ra thì phổ khắp cả pháp giới. Cho nên con số 1, một là tất cả là một, chính là trong này. À, nhất thiết hữu vi pháp như mọi người bảo anh, con số 1 là toàn là như vậy. Vì vậy mà khi lễ Phật có khi lễ một lại, có khi như một cái hương, một cái hương thôi. Nhiều khi sau này quý vị nêu mơ ba cái lịch sử, quý vị thường thường nêu mơ một cái. Thành ra là con số 1 là cái con số tổng quan nhất ha. Con số 3 là như hồi thầy nói, ở dân gian là tam là thiên địa nhân,
trong đạo Phật là tam bảo, phải không? Đó là những điều cơ bản nhất. Còn tại sao không có số chẵn thì dành ngày mai hết giờ rồi, phải không? Được không? Ai không nghe ngày mai, ai nghe hôm nay ngày mai đi thì mất quyền, không nghe thì mất quyền lời đáng chịu hen. À, quý vị nếu mà đi thì thầy sẽ cố gắng một cách gọn gàng nhất để có thể chia sẻ đến với quý vị về một những cái kiến thức về lễ nghi trong truyền thống dân gian Việt Nam cũng như là các lễ nghi trong đạo Phật. Thì ngày mai thầy sẽ chia sẻ những cái ý nghĩa của từng buổi lễ cơ bản nhất ha. Đồng thời thầy cũng sẽ về mặt lý thuyết thầy sẽ khái niệm cho quý vị những cái ý nghĩa và các những cái đàn lễ lớn nhất. Nhưng cái đó chúng ta chỉ biết thôi, thì kiến thức thôi. Còn chúng ta gần gũi là gì? Dù ông bà, dù cha mẹ, lễ Vu Lan, lễ 49 ngày, lễ chúng thất, cúng dường trai tăng, cúng thí thực chúng sinh, sao sao, những cái đó cần thiết, phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu được ý nghĩa đó, chứ đừng có làm theo thói quen mà uổng bá đồng cùng một công đi chợ. Đằng nào mình cũng lại, đằng nào mình cũng cúng tiền đó, đằng nào mình tốn thời gian tiền đó, đằng nào mình cũng tốn một số vật liệu như vậy đó, mà mình thiếu đi cái hiểu biết kiến thức thì giảm đi cái phần lợi lạc, phải không? Thì mong là quý vị chúng ta cố gắng theo sát trong 3 ngày để chúng ta tiếp nhận được thêm những cái năng lượng về những hiểu biết của mình về trong nghi lễ truyền thống của đạo Phật mình. Và có những gì lăn tăn còn chưa cảm thấy chưa thông lắm, mình có thể trao đổi chia sẻ trong các thời góp thoại hoặc là sau buổi chia sẻ như thế này. Thì trước khi mình hồi hướng để mình chuẩn bị cho cái thời tiền buổi tối thì chúng ta mình đứng dậy mình hồi hướng.